Diễn biến tâm lý đàn ông chia tay khi vẫn còn yêu. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Người ta thường nói tâm lý phụ nữ rất khó đoán, thế nhưng trên thực tế suy nghĩ của những người đàn ông cũng rất phức tạp, đặc biệt là trong chuyện tình yêu. Và có rất nhiều người cực kỳ tò mò tâm lý đàn ông khi chia tay người yêu của họ, trong đó tâm lý đàn ông chia tay khi vẫn còn yêu là đáng chú ý nhất. Những diễn biến tâm lý sau khi chia tay của các anh chàng dù vẫn còn yêu là gì? 1. Diễn biến tâm lý đàn ông chia tay khi vẫn còn yêu. Không phải cuộc tình nào cũng có kết thúc hạnh phúc. Đã có rất nhiều cặp đôi chia tay sau một thời gian bên nhau vì nhiều lý do khác nhau. Sau khi nói lời chia tay, dù ai chủ động thì tâm lý của mỗi người đều có sự thay đổi nhất định. Và tâm lý đàn ông chia tay khi vẫn còn yêu luôn khiến nhiều người tò mò. Những nhà phân tích tâm lý con người đã chia diễn biến tâm trạng của người đàn ông thành những giai đoạn như sau. 1.1. Cực kỳ dứt khoát. Trừ những kẻ thiếu đứng đắn, muốn kết thúc cuộc tình mà không muốn thể hiện mình là người có lỗi thì hầu như đàn ông thường đề nghị chia tay rất nghiêm túc. Và khi đàn ông nói chia tay trước thì dù người đàn bà có van nài hay cầu xin đi chăng nữa, họ vẫn rất cố chấp và nhất quyết chia tay. Khi đàn ông quyết định chia tay, họ thường tỏ ra rằng bản thân hoàn toàn không lưu luyến đối phương. Điều này khiến nhiều cô nàng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng và tổn thương. 1.2. Nhanh chóng muốn giải phóng bản thân, hướng tới sự tự do. Ngay sau khi giành được sự tự do, đàn ông có xu hướng phóng túng bản thân. Họ thường rủ rê bạn bè đi chơi, nhậu nhẹt hay chơi game ngay lập tức. Vào thời điểm này, họ cảm thấy rất thoải mái, muốn tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, không còn ai kiểm soát. Đây là một sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ sau khi chia tay. Đó là do sau khi chia tay, dù chủ động hay không, người phụ nữ cũng thường rơi vào tâm trạng buồn bã ngay sau đó. Tuy nhiên, diễn biến tâm lý của hai giới sẽ có sự khác biệt hoàn toàn ở những thời điểm kế tiếp. 1.2. Nhanh chóng cảm thấy cô đơn. Nếu đàn ông chia tay khi vẫn còn yêu, anh ta sẽ nhanh chóng cảm thấy cô đơn sau một khoảng thời gian vui vẻ. Anh ta nhận ra rằng mình cảm thấy trống vắng và thiếu đi một phần nào đấy. Đó chính là sự hiện diện của cô gái mà anh ta vẫn còn yêu dù đã nói lời chia tay. Vào lúc này, con trai im lặng sau khi chia tay trở nên rõ ràng hơn. Anh ta dần nhớ lại những điều tốt đẹp của bạn gái cũ, bắt đầu tìm kiếm những kỷ niệm của cả hai khi còn yêu nhau. Thiếu vắng người đồng hành, anh ta trở nên bối rối và bất an hơn bao giờ hết. 1.3. Muốn được nhìn thấy hay gần gũi với người yêu cũ. Nếu còn tình cảm, anh ta sẽ vô cùng nhớ người ấy. Hơn nữa, anh chàng bắt đầu tò mò, muốn xem người yêu sống có tốt hay không, có đang trở nên bối rối như anh ta hay là đã có người yêu mới hay chưa. Sau đó anh ta sẽ tìm cách liên hệ với người yêu cũ. Nếu ngại ngùng, anh ta thường tìm cách biết thêm về cuộc sống của người yêu cũ trước khi liên hệ trở lại. 1.4. Sau khi chia tay bao lâu thì con trai hối hận. Sau khi chia tay bao lâu thì con trai hối hận là điều nhiều người quan tâm. Và bạn chẳng phải chờ lâu đầu vì chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu anh chàng này còn tình cảm với người yêu cũ thì sẽ cảm thấy hối hận và muốn cứu vãn tình hình ngay. Thời gian này có thể chỉ khoảng một tháng sau khi chia tay. Hối hận và muốn được tái hợp, lưu ý. Không phải người đàn ông nào cũng có diễn biến tâm lý như trên. Đây chỉ là tâm lý đàn ông chia tay khi còn tình cảm của đại đa số những người tham gia buổi nghiên cứu tâm lý. 2. Dấu hiệu dứt khoát khi đàn ông chia tay. Khi đàn ông dứt tình hoàn toàn với người cũ, họ thường thể hiện qua những dấu hiệu như sau. Họ luôn thờ ơ và hờ hững với cô gái đấy. Anh ta thường nói rằng mình mệt hoặc bận rộn để tránh liên hệ với người yêu của mình. Anh ta khiến cho cô gái đấy cảm thấy bất an, thiếu cảm giác được che chở và quan tâm, hoàn toàn dửng dưng với bất kỳ cảm xúc nào của người yêu. Thậm chí hoàn toàn bỏ rơi cô gái đó ngay trong những thời điểm họ cần anh ta nhất. Ngoại tình công khai. Những dấu hiệu này có thể biểu hiện ngay trong thời điểm hai người chưa chính thức chia tay.
và ngay sau khi bày tỏ mong muốn cắt đứt mối quan hệ, người đàn ông sẽ nhanh chóng loại bỏ sự tồn tại của cô gái ra khỏi cuộc đời mình. Họ xóa bỏ phương thức liên lạc và chấm dứt việc kết nối với cô gái đó. Bản chất đàn ông sau chia tay và không còn yêu chính là rất phổ. Điều này khiến nhiều cô gái bị tổn thương sâu sắc, nhưng là một cách rất hiệu quả để họ nhanh chóng dứt khỏi mối tình bi thương này. Hay có thể nói, dấu hiệu dứt khoát khi đàn ông chia tay là cách lý tưởng để các cô gái bước sang một trang mới của cuộc đời. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Thầy Bá Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotini255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.